Xin chào tất cả quý ông bà, cô bác và các anh chị em nha. Khánh đang trên đường đến khu vực của một giáo xứ ở khu vực gần núi Gia Rai, thuộc về giáo hạt Gia Rai quý vị ạ. Hôm qua thì 6 giờ tối trên đường Khánh đi làm về thì bất chợt Khánh thấy buổi tối 6 giờ rồi mà các ông trùm vẫn còn đang căng những cái băng rôn. Ngoài ra thì Khánh mới biết là ngày hôm nay là ngày giáo xứ Thọ Hòa thuộc về giáo hạt Gia Rai sẽ làm nghi thức làm phép một khu vực mới sửa chữa, và đồng thời hôm nay cũng có thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các cháu. Hôm qua thì Khánh vô gặp cha thì thấy khu vực này cha còn đang là dùng cây để lau nhà quý vị ạ. Thấy cha còn đang vất vả lau nhà ấy. Đây có thể nói là xứ nghèo, vùng sâu vùng xa, và cha thì người khu vực cha là con dân của giáo sư Giấc Mơ. Ngài cũng mới đến đây được vài năm thôi. Hỏi về lịch sử của giáo xứ thì theo Khánh biết thì vào năm 1993 ấy, thì giáo họ Thọ Hòa chính thức được thành lập với khoảng 140 gia đình công giáo thôi, và trực thuộc giáo xứ Thọ Lộc. Và cũng năm đó thì giáo do họ Thọ Hòa đã dựng lên một cái khu vực nhà tạm bằng tre với mái tôn để hàng tuần có các cái thánh lễ tại đây. Mãi đến 4 năm sau, năm 1997 thì giáo họ được nâng lên thành giáo họ biệt lập, và từ đây thì ngôi thánh đường mới được sửa sang hơn một chút. Và năm 2009 thì giáo họ biệt lập Thọ Hòa xây dựng nhà nguyện mới, và tới năm 2011 ấy, thì Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã nâng giáo họ biệt lập lên thành giáo xứ và có tên là giáo xứ Thọ Hòa như ngày nay. Quý vị có thể thấy giáo xứ được thành lập 12 năm rồi, và một năm sau khi mà được lên hàng giáo xứ ấy, thì cha Du Xe Nguyễn Duy Tân được bổ nhiệm về làm cha chấn xứ. Và tới năm 2019 vừa qua thì giáo xứ lại đón cha tân chánh xứ mới là John Batista Tân. Cha giáo xứ chánh xứ mới hiện nay thì ngài là người con dân của giáo xứ Giấc Mơ quý vị ạ. Giáo xứ Thọ Hòa thì có địa vị trí là phía đông thì giáp giáo xứ Thọ Lộc, phía tây giáp xứ Tân Phú, và phía bắc giáp xứ Xuân Bắc với diện tích khoảng 6 km², và dân số thì có khoảng 238 gia đình công giáo với khoảng 800 tới 1000 giáo dân quý vị ạ. Khu vực này thì thuộc về ấp Thọ Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quý vị. Đây từ xa các đã thấy các cái ban hàn giáo cũng như là giáo dân đang đứng để chuẩn bị đón cha Đức Giám Mục với lại quan khách về rồi. Đây quý vị này, mình sẽ đi qua đường. Thế thì mình cũng thấy có một cái gì đó không khí cũng nhộn nhịp. Mặc dù bây giờ là chưa tới giờ đâu quý vị ạ, mọi người cũng đang chuẩn bị hết rồi. Thời tiết thì có vẻ như muốn mưa lắm, tức là xe máy sẽ để đâu. Đây giáo xứ nằm máy phía trong này đây quý vị nè.
Dạ, mình xin phép. Thầy cháu hôm nay được bán bí tích thêm sức. À, đây, chưa biết rồi, cảm ơn. Đây, quý vị này, giáo sư chỉ có khoảng gần 1.000 giáo dân thôi. Nhưng mà quý vị thấy đẹp quá quý vị nhỉ. Cha sứ mới về là người giáo sư giấc mơ luôn. Quý vị thấy ngài mới sửa, chứ trước đây là nó cái bức tường đằng sau là không có. Gió có thể, mưa có thể hát vô luôn, quý vị không có vách tường đó. Chỉ thông vuông thôi, nhưng mà ngày này thì đẹp quá quý vị này. Cũng thắng đẹp quá thị, đất đá rất đẹp, quá đẹp. Có cả màn hình chiếu, hai bên thì có tượng, như đây tượng làm chúa thương xót này. Quá đẹp, không gian đẹp quá quý vị nhỉ. Đây, con không ra đón đứa trẻ. Đây, và giáo sư đang chuẩn bị đón. Giờ này thì hơn 3 giờ một chút, mà vẫn thấy mọi người đang tập trung ở ngoài kia để đón đứa trẻ rồi. Quý vị thấy trên này mái trần đã được cha sửa lại hết rồi này, trần mới này, các cái hàng cột thì vẫn còn ngọc theo kiểu trang trí. Các ô cửa ở bên phía này thì vẫn thấy chưa có kiếng, có lẽ là ngài cũng đang vào. Đây, không gian của giáo sứ đây.
Quý vị thấy mọi người ăn mặc đẹp, rồi có vẻ cũng có gì đó tâm lý cũng háo hức hò hỏi lắm. Riêng các cháu thì hôm nay có 72 cháu, có 4 người lớn, lại các cháu trẻ. Nhưng mà nhìn chung ai cũng có không khí hò hỏi để đón, lâu lâu đi đón các cha, rồi Đức Giám Mục về thăm nữa. Mình đi tiếp tục lên trên này nhé. Em giống ở Bạch Lâm với. Ồ vậy à, đã đầu trai trong đây à? Bé ngoài đúng không? À vậy. Dạ, mình đi. Đâu, các cháu đứng thẳng quay phim nè. Đứng thẳng quay phim, quay phim nhá. Mai mốt có phim. Quay lại đi ạ. Tí nữa chứ quay lại. Rồi, mình ra phía trước để các con chào đi. Giáo sư nằm ở phía trong, đi qua một cây cầu rồi với vài giáo sư. Cái cầu đây quý vị này, cái cầu rất là sâu. Khu này không chịu xếp hàng này. Chào đi giáo lý viên nào các con. Giáo lý viên các cháu còn trẻ. Chú quan YouTube nha. YouTube người Việt Nam. YouTube người Việt Nam nha mọi người. Đúng rồi. Đây có bảng hiệu. Có em này cầm cờ nữa. Các cha đi quan khắp đang vào để đến. Đây bà con đứng đây. Rồi sáng nay cười đi. Đúng rồi rồi. Đây để đi vào giáo xứ thì đi qua một hàng cây dài. Chiều ngang ở phía trước này thì có lẽ không được lớn lắm, cho nên giáo xứ lại xây ngôi chắn đường mãi phía trong. Quý vị thấy hàng rào của giáo xứ phía trước đây này, chính vì nó không có động chiều ngang ấy. Ở đây là cổng này, mọi người sẽ đứng đón Đức Giám Mục ở cổng. Chào các người đẹp. Cắt ăn truyền thông mà ăn. Rồi chào. Các bạn mình không phải xếp hàng để đón Đức cha. Các bạn rồi bọn con. Trong kia con. Hiền mẫu đấy, mặc đẹp quá tuyển ca đoàn. Đây là lễ bàn vi tích thêm sức này, rồi làm phép nhà thờ. Chú bác mình là ban hành giáo đấy bác dọc. Dạ, ban hành giáo đấy, và anh quay cái bác tí. Tối hôm qua 6 giờ hơn còn thấy các bác đang là lau dọn vất vả, cả cha cũng vậy dọc. Dạ. Vất vả lắm. Cái ngày đang đón khách vô, trên đường vô thì vẫn thân hàng đất thôi cái gì ạ. Bà con của giáo dân giáo sư Lộc Lâm.
Vân Thanh bên rất là đông cái gì ạ? Đây là cái này.
mình ai nhất sau lưng cha để ấy như vậy. À, Đức cha còn đi ngược lại qua phía bên này để mọi người vỗ tay. Cha đi gần gần cho dù con có hình luôn vậy. Dạ. Ngày lại qua bên này quý vị này. Bà con rất là vui. Số tiền nhà nước chúng ta ủng hộ sẽ tăng lên cao hơn nữa. Các em chuẩn bị bản thân ý thức thông suốt. Tiếp đến là quý cha và cuối cùng là quý thánh mẫu. Cha còn chào mọi người đứng phía trong kia nữa. Đây, đi có một phần đến chào đây nữa. Mời đứng chút lẽ.
thờ